Tất cả vì một khao khát. Cảm nhận để cống hiến trọn vẹn hơn. Sự sáng tạo hung đúc từ hoài bão. Một điểm chạm cho tinh thần thể thao, cho nhiệt huyết. Cầu lông có người theo đuổi sự dẻo dai và chuẩn xác. Còn tôi cầm vợt để mơ về những điểm chạm vô hình trong tiềm thức. Mỗi ngày chơi một môn thể thao hay tạm gọi là công việc, người ta dễ thấy nhàm chán. Tôi lại thấy may mắn lạ kỳ. Hương vị của một môn thể thao: ngọt, đắng, mùi mồ hôi, tiếng cười hay sự thất vọng. Cho dù hàng ngàn lần, cảm giác vẫn như mới. Đôi lúc là tiếng gọi mới, ý tưởng mới cho sự thay đổi mới. Xuân thường dành để tìm kiếm sự công nhận của huynh. Tôi lại không bao giờ ngừng đeo đuổi môn thể thao thừa diệu kỳ, nhưng không phải ai cũng đủ say sưa để lựa chọn đánh đổi. Người ta dùng bản ngã tốt nhất của chính mình để trở nên rực rỡ. Tôi dùng cả tình yêu dành cho cầu lông để lựa chọn. Lựa chọn bằng cả tâm sức. Lựa chọn không chỉ cho riêng mình. Lựa chọn cho chúng ta. Lựa chọn để lan tỏa. Lựa chọn điểm chạm để quả cầu ấy có thể bay xa hơn. Đó là cách những điểm chạm bắt đầu. Chạm để sẻ chia. Chạm để nối dài niềm vui. Chạm để khơi dậy năng lượng. Chạm để đi xa hơn. Chạm để tiếp nối và kế thừa. Chạm tiếp đam mê. Quả cầu bay, tay cầm vợt. Ước mơ của các em là giành chiến thắng. Cộng đồng mơ về các chiến thắng lớn hơn. Còn tôi mơ niềm đam mê cầu lông sẽ không bao giờ ngừng chảy trên đất nước mình. Từ trái tim của một giống nòi, viết câu chuyện của một dân tộc, là tinh thần của cả một cộng đồng cần được lan tỏa. Đó là ngày mà điểm chạm trở nên trọn vẹn nhất. Tôi là Nguyễn Tiến Minh. Cùng Kamito, chúng tôi là điểm chạm. Tiếp thêm đam mê cho cầu lông Việt Nam.